lại độc giả của Dinh.vn trong chương trình phim 200 tuần số đầu tiên của tháng 7. Cuối tuần này chỉ có hai bộ phim mới ra rạp và tâm điểm là Hollywood Adventure, Khuấy đảo Hollywood, bộ phim do điện ảnh Mỹ và Trung Quốc hợp tác sản xuất khởi chiếu từ mùng 3 tháng 7. Khuấy đảo Hollywood có sự góp mặt của ba ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ là Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh và Đồng Đại Vĩ. Tuy nhiên phim lấy bối cảnh chủ yếu tại nước Mỹ. Chuyện phim bắt đầu khi chàng trai Tiểu Minh sang xứ sở cờ hoa để giành lại trái tim của người bạn gái sau khi bị chia tay. Anh đặt một tour du lịch có tên Khuấy đảo Hollywood mà không biết đây cũng là vỏ bọc của một tổ chức phi pháp. Tại nơi đất khách quê người, Tiểu Minh, bạn đồng hành của Đại Vĩ cùng cô hướng dẫn viên du lịch Vivi dấn thân vào chuyến hành trình dở khóc dở cười và bị các băng đảng xã hội đen thi nhau truy đuổi. Khuấy đảo Hollywood có sự tham gia của đạo diễn Fast Five, Justin Lin trong vai trò nhà sản xuất và biên kịch. Phim có nhiều tình tiết diễu nhại các bom tấn của điện ảnh Mỹ, cùng sự xuất hiện của một số ngôi sao Hollywood dưới vai trò khách mời như Robert Patrick, Kat Dennings. Ngoài ra, người hâm mộ cũng chờ đợi nụ hôn tình cảm giữa Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh trong lần đầu tiên hai người bạn thân cùng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh. Tác phẩm mới còn lại trong tuần này là Tăng Cú Trích. Đây là bộ phim kinh dị mang đề tài thảm họa với loài ong bóc cầy. Purse là người quản lý của một công ty phân bón ăn khách trên thị trường. Để tri ân khách hàng, bà mở một bữa tiệc hoành tráng tại ngôi biệt thự sang trọng của mình. Xong, sự kiện trở thành đêm đẫm máu khi đàn ong bắp cày với thứ nọc độc gây chết người xuất hiện như những vị khách không mời. Đây vốn là hậu quả từ việc công ty của Post chuyên thải hóa chất độc hại xuống dưới lòng đất, khiến loài ong thông thường biến đổi gen trở nên hung dữ và thèm khát thịt người. Theo chia sẻ của nhà sản xuất, bên cạnh chất kinh dị chủ đạo, Cú Trích còn pha trộn nhiều yếu tố khác như hài hước và lãng mạn. Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 3 tháng 7. Trong phần cuối chương trình, Hương Nhung sẽ dành tặng quý vị một bất ngờ đặc biệt. Bộ phim Minion phải tới mùng 10 tháng 7 mới chính thức khởi chiếu, nhưng những người hâm mộ binh đoàn tiểu quái da vàng sẽ có cơ hội nhận ngay vé tham dự buổi công chiếu bộ phim tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 4 tháng 7 và Hà Nội mùng 5 tháng 7. To find the biggest, baddest. Hãy trả lời chính xác câu hỏi ba nhân vật Minion chính trong bộ phim mới có tên là gì, rồi gửi đáp án về hòm thư giải trí.sinh@gmail.com để có cơ hội trúng vé sự kiện. Trong thư hãy ghi rõ họ tên, số điện thoại và chứng minh nhân dân để ban biên tập Sinh.vn có thể liên lạc với bạn nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.